Chào mọi người nha, đây là bãi chó ở Biển Đen. Ở đây rất nhiều con chó ở đây để tắm. Ui chà, chó đẹp quá. Mắt xanh. Mắt đẹp chưa? Đi đi suốt à? Mắt nó lừ lừ do mắt không. Đi đi suốt à? Husky. Wow, con chó này đẹp quá. Qua để nựng xem nó có cho nựng không. Chào mày. Đẹp quá. Quá đẹp. Bơi đi. Bơi. À, bơi thôi. Đấy nè, nó bơi. Nào em chó đi bơi đây nào. Bơi đi. Nó ra nó đớp nước đây kìa. Bơi thật kìa, nó nghe lời anh kìa, kiểu nó ra bơi nó lội xuống nước liền kìa. Rồi ok. Mấy tí. Có đồ ăn đấy, có khi nào nó ăn mất không? Ừ. Chà. Một con béc dê với một con. Hai con béc dê. Béc dê đen với béc dê nâu đỏ. Đen đỏ. Đỏ đen. Chà, đúng chà. Chó đuổi nhau đuổi đông như kiến, nóng quá mà. Thời tiết bây giờ vào khoảng 33 độ, hiện tại bây giờ là 7 giờ tối mùa hè bên này, tại vì mùa hè bên này 9 giờ mới tối mọi người ạ, cho nên mọi người thấy đó, 7 giờ mà mặt trời bắt đầu lặn. Bây giờ mặt trời kìa, tối quá không thấy. Hai đứa này đi ra đây bơi. Còn nhiệm vụ của mình là trông đồ. Đây mình có mua một cái món ăn. Cái này gọi là, ở đây gọi là fornetti, được làm từ bột mì với cả thịt gà. Oh. Mời mọi người cùng ăn nhá. Quá ngon. Husky. Siêu đẹp. Mọi người thấy nước biển có trong không này? Nhưng mà rong rêu nhiều quá. Đóc. Bãi biển toàn chân của chó thôi. Wow, xa xa có một con thuyền đang chạy. Đây có lẽ là thuyền du lịch. Chà, nghe tiếng người hò hét nghe phê cả. Hò reo.
Wow, con chó kia bơi giỏi chứ kìa. Quá giỏi luôn. Nó bơi ở cách chỗ mình đứng phải tầm 20 mét. Kia đen đen kia là một con chó Labrador, một trong những giống chó thông minh nhất thế giới, top 10 luôn đấy. Con chó này giống gì không biết, bách gì à? Hơi còi. Labrador đen, hồi xưa mình có một con Labrador vàng. Ai đằng kia đâu mất tiêu rồi. Trời đang dần dần bắt đầu tối. Bây giờ khoảng 7:15 rồi, tối tối rồi nên hôm nay chó ra đây tắm hơi ít. Bình thường nếu mà cao điểm ấy thì rất là nhiều giống chó ra đây tắm này. Từ Bechje, Labrador, Husky. Rồi. Mấy con chó bé bé đấy. Ồ, bên kia có một con Akita. Mọi người có thấy không? Một con Akita và một con Husky. Mình chạy hơi quay. Akita. Đây là một chú chó Akita. Akita Nhật Bản. Tiếng Việt. Nó đang đi đánh dấu lãnh thổ đấy. Người xong nó sẽ tè. Akita là một giống chó nổi tiếng của Nhật Bản. Ồ, nó đi đâu mất tiêu rồi. Chạy rồi. Chó bé tí nghịch ngợm. Có phải đấy là chủ nó không? Con chó Akita bơi kìa. Bơi đi, bơi đi. Ngoài đây có một con Husky đen trắng này, đẹp quá. Này ông chủ. Đang khỏe đấy. Chú Akita Nhật Bản màu vàng, con này hơi già rồi. Chó con nào ham chơi hết rồi. Nát hết rồi kìa. Đây đấy. Ngồi kia có một con chó giống con chó đốm ấy trời. Chó đốm hay chó gì nhỉ? Con mập như heo này. Đây đấy. Mập quá, mập quá.
chạy chạy chạy. Úi chà, ghê thật. Còi còi mà ghê quá. Xem có biết bơi không? Bơi luôn này. Xem con nào sẽ đớp được trước. Ồ, con kia không đớp mà sẽ bơi ra. Nhỏ mà lanh phết. Đây, có con chó rất là lạ. Chó trắng trắng kìa. Lông nó dài mà đốm đốm. Trắng trắng vàng vàng rất là đẹp. Trời ơi, bé mà mày mồm to quá à. Mồm nào. Kia có một tàu nữa kìa. Nay tàu chạy 5 phút lần, 5 phút lần. Mọi người có thấy không? Trên trời có một chiếc tàu bay hạng bé kìa. Chiếc máy bay mini, có thể là máy bay quân sự. Đang bay trên bầu trời. Chó này đẹp quá. Cũng làm gì đâu. Hoàng hôn buông xuống rồi. Xinh gái xinh. Xinh xinh trẻ trẻ. Các bạn trẻ đã trở lại để đi bắt đi lặn lặn được này hả? Mang về thịt đây hay là phóng sinh? Hình như bọn này còn bé nhỉ? Đâu còn bé chứ. Đâu cô đá thế đâu hết cỡ rồi à? Lặn nãy giờ được chừng này đấy đâu à, xuống xe rồi mấy con cô đá hay như này thôi. Cô biển đấy. 6 con. 7 con. Em được bao nhiêu? Không bắt được. Mini nữa này. Mang về. Đây này nữa. Luộc chấm muối tiêu. Mini thì nhiều. Mấy cô này biết làm gì đâu mà. Này vài bữa ra bác thứ bảy ra bác về nấu bún riêu cua. Ăn được không? Có đậu được, không? Giả ra. Trên cô biển bao giờ? Hè nào ra bác. Dạ, yeah, có ăn được rồi. Đây cận cảnh mấy con cua biển mới đi đi lặn được. Bỏ đi chứ nào, bỏ đi. Bỏ, anh sợ rồi. Thôi thả đi, phóng sinh đi. Cho ra biển nhau bỏ đi. Em ra biển thôi. Bỏ đi chuyến bay. Để tao biết nước biển mà bỏ. Cái đôi cua biển đánh đi lật à. Lật ngửa lên à.
này càng to chưa? Con này là càng to chưa? Con này bò ngược ngu đấy, không bò xuống nước mà bò lên bờ ấy. Bây giờ mình đang giúp nó vào đây đẻ trứng nữa. Đâu, được hết mà. Ô, nó bò lên bờ này. Trời. Sợ nước. Để anh coi con này hình nhang. Được hết, được hết. Được rồi. Con cái bé lắm. Nhìn cái yếm cái bằng ngón tay cái thôi mà trứng đầy em thả đòn. Yếm bé bé là con đực, còn yếm nếu mà bự sẽ là con cái. Nhìn càng nó nhìn hợp hố ấy. Ôi 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 ôi, nhìn cái dáng của nó đây à. Vãi được, con này tạo dáng như thế. Đang hít đất, chống đẩy, hít sát. Chơi được. Buộc ao à? Bắc cua, nó tên bắc cua. Thử xem nó có gắp nhau không? Tôi nhìn cái dáng này, úi chà. Con càng to đâu nhỉ? Con này. Úi chà, đổ ấy. Giờ cho nó chạy đua. Úi chà, úi chà. Sao trông ghê nhỉ, cứ chấm 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 chấm. Cứ đá thế, mà đá. Bỏ vào quần cho nó gắp. Đi vào quần có sao đâu. Xong rồi, thảo xong. Xong. Ủa, con này vẫn cố bám trụ này. Sống mạnh như trời. Trôi mất con cua rồi. Cano kia không vừa đại qua kìa. Mặt trời đã lặn một hồi rồi và bây giờ trời đang tối dần rồi mọi người ơi. Bọn mình ngồi đây chơi tí nữa rồi về. Thằng nhỏ Tây đang hỏi đến cái về một con cua. Tàu chạy nữa kìa mọi người. Lại là tàu nữa rồi. Bây giờ mà uống hết nước trong mình để cho nước của mình ra về. Thấy mấy con husky lúc nãy đẹp rồi. Hành động không thể nào chấp nhận được vô văn hóa của con chó này. Dám ị bậy ở trên bãi biển, cái này mức hình phạt chứ là phạt con chó này 2 năm tù. Phải phạt con chó này 2 năm tù vì tội làm bẩn ô nhiễm môi trường. Con trắng kia đẹp đúng không? Buteri của anh hay cái gì ấy, bà kia bảo ấy. Angliski gì đó. Quên mất rồi. Con này trải lên lông lên xì chắc đẹp. Không, đang bảo con trắng trắng kia kìa. Trải lông. Con chó đang nghỉ ngơi. Quá đẹp. Đây là nơi mà mọi người bỏ rác này. Lon bia. Cái này ở Việt Nam mình bán ve chai được có tiền ấy. Nhưng mà ở đây không thấy có ai bán ve chai hết cả. Úi trời. Quay sơ sơ cảnh người ta tắm. Đây là view từ trên xuống. Hiện tại đã là 8 giờ kém 15 tối. Quá đẹp. Có anh bạn Tây đang chụp ảnh selfie này. Nắm lại bãi biển nha. Nào chào nào. Thôi mình tắt clip đấy nhá. Bye bye mọi người nhá. Tối quá rồi. Mọi người đi về đây. Xin chào cả nhà. Hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.